Năm học mới 2014-2015 đã bắt đầu, nhưng một số dự thảo cải cách giáo dục vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Trong đó, điều khiến học sinh và phụ huynh băn khoăn chính là đề án về một kỳ thi chung quốc gia sẽ dự kiến áp dụng trong năm học này. Theo đó, học sinh cuối cấp lớp 12 sẽ chỉ phải thi một kỳ duy nhất. Kết quả từ kỳ thi này sẽ vừa được dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và vừa là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề sử dụng trong tuyển sinh. Tuy nhiên, cho đến nay, các phương án ra đề thi cũng như cách tổ chức thi như thế nào vẫn còn đang được các bộ ngành liên quan thảo luận. Song song đó, ý kiến tranh luận về việc có nên gộp hai kỳ thi là tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học với hai mục đích đánh giá và công nhận năng lực học sinh khác nhau cũng vẫn chưa ngã ngũ. Xuất phát từ thực tế thi cử nhiều áp lực và đang tồn đọng khá nhiều tiêu cực trong hơn 10 năm qua mà đề án một kỳ thi quốc gia được thành hình. Trong đó, tính trung thực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là đáng lo ngại nhất. Nhiều số liệu báo cáo tỷ lệ đậu ở các trường trong nhiều năm đều từ 90 đến 100%, trong khi thực tế hiện tượng gian lận thi cử lại được đề cập khá nhiều. Vậy có cần thiết phải thi khi gần như chắc chắn sẽ đậu? Tôi thấy ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không cần phải có kỳ thi tốt nghiệp này với những lý do sau đây. Thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh đã phổ cập bậc trung học. Thì bây giờ là các em tham gia kỳ thi rất là nhẹ nhàng thôi, và chúng tôi làm việc rất là nghiêm túc từ cái khâu coi thi, chấm thi gì đó vân vân mà vẫn đạt được cái tỷ lệ là khoảng từ 96 đến 98% mỗi năm. Thì như vậy là tôi thấy là cũng chỉ xét công nhận là được rồi. Bên cạnh đó, trong hơn 13 năm qua, cả nước đã tổ chức kỳ thi đại học cao đẳng ba chung, nghĩa là thi chung đề, chung đợt thi và sử dụng chung kết quả. Mặc dù việc triển khai này đã giảm thiểu khá nhiều áp lực luyện thi, nhưng vô tình gây khó cho các trường đại học, cao đẳng trong việc tuyển chọn nguồn thí sinh đầu vào. Và sự kiện chênh lệch môn thi, tiêu chí xét chọn giữa hai kỳ thi đã khiến cho việc dạy tủ, học lệch không phải là ít. Chưa kể hai kỳ thi gần nhau này không chỉ tạo nhiều áp lực với học sinh, phụ huynh hay giáo viên, mà gần như khiến cho cả xã hội vào cuộc. Từ cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông đến huy động nguồn nhân lực và cả tốn kém kinh phí rất lớn để hỗ trợ cho kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp á, nó cản trở nhiều cái, như là nó cản trở về cái thời gian để tụi em thi đại học. Ví dụ từ đầu năm lớp 12 em đã phải ôn thi đại học rồi, thi tốt nghiệp có môn văn mà em lại không thi môn văn, em phải tốn hết cả năm 12 để học môn văn đó, thì nó rất là tốn thời gian. Trong khi đó em chỉ còn có một tháng để thi đại học, để ôn thi đại học chính thức ba môn của mình thôi, gọi là nó rất là phí cái công sức của mình. Với nhiều phức tạp mà hai kỳ thi đem lại, thì tại hội nghị hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng 2014 vừa qua, hầu hết các trường đều ủng hộ chỉ còn một kỳ thi để tránh áp lực tốn kém. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến lo ngại nếu tổ chức một kỳ thi chung sắp tới, nếu chỉ với hình thức tương tự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay, sẽ không đảm bảo tính trung thực. Không kể công tác ra đề hay tổ chức thi, mà việc chấm thi sẽ dễ có sự thiên vị, châm trước do áp lực thành tích của địa phương, mà con số 100% tốt nghiệp phổ thông ở vài địa phương còn khó khăn trong công tác giáo dục là bằng chứng. Theo tôi thì Bộ nên giữ nguyên kỳ thi giống như năm học 2014 để đánh giá đúng cái thực chất 12 năm đèn sách của các em, để từ đó làm cái nền để các em đi tiếp tục thi vào đại học. Lo ngại điều này mà nhiều trường đại học có uy tín tuyên bố sẽ tổ chức thi riêng để đảm bảo chất lượng sinh viên vào trường. Nhưng như vậy thì mục đích của một kỳ thi quốc gia là không đạt được. Ngoài ra, việc chỉ có một kỳ thi cũng khiến áp lực giảng dạy và học tập dành cho giáo viên, học sinh sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu thi không đạt thì liệu cơ hội phát triển tương lai của các em có trở nên khó khăn hơn? Khi mình lấy cái kết quả thi chung như vậy đó, thì bộ cũng cần phải có một cái hướng mở, tạo điều kiện cho các cái trường đại học mà có một cái chức năng riêng biệt, ví dụ như trường học sư phạm, đại y, đại bách khoa, thì nên cho ba cái trường này tổ chức thi riêng. Rồi các trường còn lại đó, chúng ta cho học sinh như cái đề thi chung đó, vào học, nhưng chúng ta siết chặt cái đầu ra để làm chi, để chúng ta cung ứng được cho xã hội những cái nguồn nhân lực chất lượng cao đích thực. Theo nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định, đổi mới thi cử là khâu đột phá để đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Vì vậy, việc đề ra một kỳ thi chung phần đông là nhận được ý kiến đồng tình của dư luận. Với nhiều vướng mắc còn tồn động giữa nên hay không nên, ý kiến của các chuyên gia cho việc khắc phục những hạn chế là cần có cách ra đề, tổ chức thi thích hợp.
là học sinh phải được tự chọn những cái môn học theo cái năng khiếu, theo cái sở thích, theo cái say mê của mình. Và từ đó đó thì các em sẽ định hướng luôn, phát triển luôn tới cái lúc mà các em tốt nghiệp trung học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã càng ngày càng cải tiến thêm cái việc tổ chức thi cử đánh giá để làm sao nhẹ nhàng mà cũng đánh giá được trình độ học sinh. Trước mắt theo Bộ Giáo dục Đào tạo, dù phương án thi có triển khai theo cách thức nào thì chương trình học và dạy ở phổ thông chưa biến động nhiều. Việc thay đổi cách tổ chức thi chỉ là vấn đề kỹ thuật, còn đổi mới giáo dục thực sự phải ở chính trong chương trình học giảng dạy, ở sách giáo khoa và mục tiêu dạy và học của chúng ta.